Ảnh đế Yua In bị cảnh sát triệu tập điều tra vì nghi sử dụng chất cấm, công ty quản lý nói gì? Chưa có báo cáo cuối cùng về việc Yua In sử dụng chất cấm. Cảnh sát đang yêu cầu kiểm tra lông trên cơ thể của Yua In để xác định anh có thường xuyên sử dụng loại chất này hay không. Chiều ngày 8 tháng 2, bản tin News 9 của Thực Vật, Cho Sun đưa tin một nam ngôi sao điện ảnh hàng đầu ở Hàn Quốc đã bị cảnh sát điều tra vì thói quen sử dụng propofol và bị cấm xuất cảnh. Ngôi sao này là Yua In. Anh bị cảnh sát Seoul triệu tập và điều tra vào ngày 6 tháng 2 vì vi phạm đạo luật kiểm soát ma túy. Cảnh sát hiện đang yêu cầu Viện Điều tra Khoa học Quốc gia kiểm tra lông trên cơ thể của Yua In để xác nhận liệu anh có thường xuyên sử dụng propofol hay không. United Artists Agency, UA, công ty quản lý của nam diễn viên xác nhận Yua In đúng là đang bị điều tra. Thông báo cụ thể như sau. Yua In gần đây đã bị cảnh sát điều tra liên quan đến việc sử dụng propofol. Anh ấy đang tích cực tham gia vào quá trình điều tra liên quan đến vụ việc. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra lời giải thích chi tiết nhất có thể. Chúng tôi xin lỗi vì đã gây ra sự bất tiện này. Yua In bắt đầu nghiệp diễn vào năm 2003. Diễn xuất của anh được cả giới phê bình lẫn khán giả đánh giá cao. Yua In chiến thắng hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Rồng Xanh 2015, trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất của Hàn Quốc. Những vai diễn nổi bật có thể kể đến của Yua In như Moon Ge-sin trong Chuyện Tình ở Sung Ki-un-gwan, Lee Sun trong Tình Sử Giang Ok-jung, Cho Tae-o trong Veteran. Propofol là một loại thuốc có tác dụng nhanh làm giảm mức độ nhận thức và mất trí nhớ. Nó được ứng dụng trong việc bắt đầu và duy trì gây mê, an thần cho người trưởng thành trong một số trường hợp. Mặc dù đây là một loại thuốc phổ biến và không được coi là nguy hiểm ở nhiều quốc gia, nhưng propofol được coi là một chất bất hợp pháp ở Hàn Quốc. Hàn Quốc đã phân loại loại thuốc này là thuốc hướng tâm thần, nghĩa là việc kê đơn hoặc tiêu thụ ngoài các phương pháp điều trị theo quy định là bất hợp pháp. Sam, theo tư vấn Chosun Sportchosun,